Chào mừng các bạn trở lại với chuỗi video luyện nghe tô ích và học từ tiếng Anh. Đây là video ôn 3 bài, khoảng 60 từ và cụm từ. Video gồm 3 phần, danh sách từ, ôn từ và kiểm tra từ. Mình thiết kế theo cách để các bạn có thể ôn luyện bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải nhìn vào video. Nó sẽ giúp các bạn dễ dàng học tập hơn, đơn giản là chỉ cần nghe nhiều hơn mà thôi. Ôn bài 949596 Phần 1, danh sách từ Diet, diet Chế độ ăn kiêng Option, option sự lựa chọn cereal cereal ngũ cốc protein protein chất đạm range range dòng loại giấy oats oats yến mạch lúa mạch sugar sugar đường salt salt muối intake intake ăn vào nạp vào gram gram, gram. serving Serving. Suất ăn. Egg. Egg. Trứng. Coffee. Coffee. Cà phê. Gain. Gain. Thu được, giành được. Weight. Weight. Trọng lượng, cân nặng. Skip. Skip. Bỏ qua. Fat. Fat. Béo, chất béo. Bacon. Bacon. Thịt sông khói. Bulletin. Bulletin. Bản tin, thông báo. Hallway. hallway hành lang lối đi jazz jazz nhạc da dance dance khiêu vũ nhảy talent talent tài năng love love yêu thương sometime sometime lúc nào đó put 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 đặt để woman women, woman women người phụ nữ hurt 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 làm bị thương làm đau back back lưng mặt sau afford afford đủ khả năng child children child children đứa bé đứa con trẻ em apply apply nộp đơn áp dụng bulletin board bulletin board bảng thông báo free of charge free of charge miễn phí foyer Foyer, phòng chờ, tiền sảnh. Budget, budget, ngân sách. Paint, paint, sơn vẽ. Repaint, repaint, sơn lại. Peel, peel, bong chóc gọt vỏ. Badly, badly, tồi dở nặng. Future, future, tương lai. Sense, sense, ý nghĩa. Kind, kind, loại. Remodel, remodel. tu sửa bathroom bathroom nhà tắm man, men 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 người đàn ông above above trên mức bên trên saturday saturday thứ bảy make sense make sense làm cho dễ hiểu hợp lý i'm on a diet i'm on a diet tôi đang ăn kiêng if i'm looking for i'm looking for tôi đang tìm kiếm here take a look Here, take a look. Đây, xem này. After service. After service. Dịch vụ sau bán hàng. It is because the... It is because the... Nó là bởi vì. What kind of work? What kind of work? Loại công việc nào? The class is held on Wednesday nights. The class is held on Wednesday nights. Lớp học được tổ chức vào tối thứ tư. I didn't know you took a dance class. I didn't know you took a dance class. Mình không biết bạn đã tham gia lớp học I would love to see you dance sometime. I would love to see you dance sometime. I would be so happy if you came. I would be so happy if you came. Mình sẽ rất vui nếu bạn tới. That's more expensive than I thought it would be. That's more expensive than I thought it would be. Cái đó đắt hơn so với tôi nghĩ. I thought I was being overcharged, but that makes sense. I thought I was being overcharged, but that makes sense. Tôi đã nghĩ tôi bị tính quá mức, nhưng giá đó cũng hợp lý. Phần 2, ôn từ một. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. Diet. Chế độ ăn kiêng. Option. Sự lựa chọn. Cereal. Ngũ cốc. Protein. Chất đạm. Range. Dòng, loại giấy. Oats. Yến mạch, lúa mạch. Sugar. Đường. Salt. Muối. Intake. Ăn vào, nạp vào. Gram. Gram. Serving. Suất ăn. Egg. Trứng. Coffee. Cà phê. Gain. Thu được, giành được. Weight. Trọng lượng, cân nặng. Skip. Bỏ qua. Fat. Béo, chất béo. Bacon. Thịt sông khói. Bulletin. Bản tin, thông báo. Hallway hành lang, lối đi. Jazz. Nhạc gia. Dance. Khiêu vũ, nhảy. Talent. Tài năng. Love. Yêu thương. Sometime. Lúc nào đó. Put, put, put. Đạt đề. Woman, women. Người phụ nữ. Hurt, hurt, hurt. Làm bị thương, làm đau. Back. Lưng, mặt sau afford đủ khả năng child children đứa bé đứa con trẻ em apply nộp đơn áp dụng bulletin board bảng thông báo free of charge miễn phí foyer phòng chờ tiền sảnh budget ngân sách paint sơn vẽ repaint sơn lại peel bong chóc gọt vỏ Badly. Tôi giờ nặng. Future. Tương lai. Sense. Ý nghĩa. Kind. Loại. Remodel. Tu sửa. Bathroom. Nhà tắm. Man. Men. Người đàn ông. Above. Trên mức bên trên. Saturday. Thứ bảy. Make sense. Làm cho dễ hiểu, hợp lý. I'm on a diet. Tôi đang ăn kiêng. I'm looking Tôi đang tìm kiếm. Here, take a look. Đây, xem này. After service. Dịch vụ sau bán hàng. It is because the... Nó là bởi vì. What kind of work? Loại công việc nào? The class is held on Wednesday nights. Lớp học được tổ chức vào tối thứ tư. I didn't know you took a dance class. Mình không biết bạn đã tham gia lớp học khiêu vũ. I would love to see you dance sometime. Mình rất muốn thấy bạn nhảy một lúc nào đó. I would be so happy if you came. Mình sẽ rất vui nếu bạn tới. That's more expensive than I thought it would be. Cái đó đắt hơn so với tôi nghĩ. I thought I was being overcharged, but that makes sense. Tôi đã nghĩ tôi bị tính quá mức, nhưng giá đó cũng hợp lý. Ôn từ 2. Nghe tiếng Việt, bật nhanh tiếng Anh. Chế độ ăn kiêng. Diet. Sự lựa chọn. Option. Ngũ cốc. Cereal. Chất đạm. Protein. Dòng, loại, giấy. Range. Yến mạch, lúa mạch. Oats. Đường. Sugar. Muối. Salt. Ăn vào, nạp vào. Intake. Gam. Gram. Gram. ăn, Serving. Trứng. Egg. Cà phê. Coffee. Thu được, giành được. Gain. Trọng lượng, cân nặng. Weight. Bỏ qua. Skip. Béo, chất béo. Fat. Thịt sông khói. Bacon. Bản tin, thông báo. Bulletin. Hành lang, lối đi. Hallway. Nhạc gia. Jazz khiêu vũ, nhảy. Dance. Tài năng. Talent. Yêu thương. Love. Lúc nào đó. Sometime. Đạt đề. Put, put, put. Người phụ nữ. Woman. Women. Làm bị thương, làm đau. Hurt, hurt, hurt. Lưng, mặt sau. Back. Đủ khả năng. Afford đứa bé đứa con trẻ em child children nộp đơn áp dụng apply bảng thông báo bulletin board miễn phí free of charge phòng chờ tiền sảnh foyer ngân sách budget sơn vẽ paint sơn lại repaint bong chóc gọt vỏ peel tồi dở nặng badly tương lai future ý nghĩa sense loại kind tu sửa remodel nhà tắm bathroom người đàn ông man men trên mức bên trên above thứ bảy saturday làm cho dễ hiểu hợp lý make sense tôi đang ăn kiêng i'm on a diet Tôi đang tìm kiếm. I'm for... Đây, xem này. Here, take a look. Dịch vụ sau bán hàng. After Nó là bởi vì. It is the... Loại công việc nào? What kind of work? Lớp học được tổ chức vào tối thứ tư. The class is held on Mình không biết bạn đã tham gia lớp học khiêu vũ. I didn't know you took a dance class. Mình rất muốn thấy bạn nhảy một lúc nào đó. I would love to see you dance sometime. Mình sẽ rất vui nếu bạn tới. I would be so happy if you came. Cái đó đắt hơn so với tôi nghĩ. That's more expensive than I thought it would be. Tôi đã nghĩ tôi bị tính quá mức, nhưng giá đó cũng hợp lý. I thought I was being overcharged, but that makes sense. Phần 3 Kiểm tra từ một... Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. Diet, serving, bacon, gain, cereal, intake, oats, option, skip, protein, weight, salt. Range. Coffee. Sugar. Gram. Fat. Egg. Bulletin. Child. Children. Hurt. 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 Hallway. Bulletin board. Jazz. Afford talent apply back dance put 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 love woman women free of charge sometime foyer remodel make sense Peel. Sense. Repaint. Above. Kind. After service. Paint. Badly. Men. Men. Budget. Saturday. Future. Bathroom. I'm on a diet. I'm looking for. Here, take a look. It is because. The what kind of work? The class is held on Wednesday nights. I didn't know you took a dance class. I would love to see you dance sometime. I would be so happy if you came. That's more expensive than I thought it would be. I thought I was being overcharged, but that makes sense. Kiểm tra nạp yến mạch, lúa mạch. Xuất ăn Chất đạm Thu được, giành được Ngũ cốc Bỏ qua Sự lựa chọn Trọng lượng, cân nặng Dòng, loại, giấy Đường Cà phê Gam Muối Béo Chất béo. Trứng. Bản tin thông báo. Miễn phí. Làm bị thương, làm đau. Đứa bé, đứa con, trẻ em. Hành lang, lối đi. Bảng thông báo. Nhạc ra. Đủ khả năng. Nộp đơn, áp dụng. Tài năng. Lưng, mặt sau. Lúc nào đó. Người phụ nữ. Yêu thương. Thiêu vũ, nhảy. Đạt đề. Phòng chờ, tiền sành. Tu sửa. Bong, chóc, gọt vỏ. Làm cho dễ hiểu, hợp lý. Sơn lại. Trên mức, bên trên loại ngân sách ý nghĩa tồi dở nặng sơn vẽ người đàn ông thứ bảy nhà tắm tương lai tôi đang ăn kiêng tôi đang tìm kiếm đây xem này dịch vụ sau bán hàng nó là bởi vì loại công việc nào mình rất muốn thấy bạn nhảy một lúc nào đó lớp học được tổ chức vào tối thứ tư mình không biết bạn đã tham gia lớp học khiêu vũ mình sẽ rất vui nếu bạn tới cái đó đắt hơn so với tôi nghĩ tôi đã nghĩ tôi bị tính quá mức nhưng giá đó cũng hợp lý mình cũng đề nghị các bạn đọc các từ và câu thành tiếng như video để có thể phát âm chuẩn hơn tiếp theo là ôn từ và kiểm tra từ theo kịp với tốc độ của bài bạn có thể nghe lúc nấu nướng lúc ăn cơm lúc rửa chén lúc tập thể dục hay khi lên giường cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúc các bạn thành công See you soon.